Câu 1, mô tả hình học là vẽ hình đó các bạn. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì đề bài cho đó là x trừ 2y phần 2 lớn hơn 2x cộng y cộng 1 phần 3. Thì thứ nhất các bạn quy đồng mẫu thức chung rồi bỏ mẫu, hoặc là các bạn nhân chéo cũng được. Được chưa ạ? Bởi vì đây là số dương nên chiều không đổi. Vậy là 3 nhân cho x trừ 2y sẽ lớn hơn 2 nhân 2x cộng y cộng 1. Sau đó các bạn phân phối vào. Được chưa ạ? Tiếp theo, một là các bạn chuyển qua hết một vế. Các bạn chuyển qua hết một vế. Hai là các bạn giữ hằng số lại, tùy các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ chuyển qua hết một vế. Vậy mình sẽ ra là 3x trừ 6y trừ 4x trừ 2y trừ 2 lớn hơn 0. Vậy tương đương ta sẽ có là gì ạ? Trừ x trừ cho 8y trừ 2 lớn hơn 0. Được chưa? Thì các bạn nhìn nè, để giải quyết đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì để giải quyết thì các bạn nhớ giúp Lợn bước 1 vẽ cái đường thẳng D có dạng là trừ x thôi, ở đây để mất công thôi, mình làm luôn đi, trừ x trừ 8y trừ 2 bằng 0. Hoặc nghe, hoặc có nhiều giáo viên người ta để cái hằng số này nó nằm bên phải nè, hoặc là trừ x trừ 8y bằng 2, tùy vào giáo viên của mình nha các bạn. Được chưa? Thì lựa chọn cái thằng trên nha, thằng số 1 đi, chọn thằng số 1. Rồi bắt đầu các bạn vẽ nè, các bạn vẽ. Đây. Để vẽ phương trình đường thẳng, hồi xưa hồi lớp 9 á thì các bạn cần 3 điểm, nhưng bây giờ mình lên lớp 10 rồi, mình chỉ cần 2 điểm thôi là được rồi. Rồi bắt đầu các bạn cho nè, cho x bằng 0 tìm ra y, được chưa? Đây, mình cho x bằng 0 thì tương đương 1 sẽ thế không vào ngay chỗ x nè. Được chưa? Vậy y của mình sẽ bằng trừ 1 phần 4. Cho y bằng 0, các bạn cũng tương tự thế vào 1 thì mình sẽ có x bằng bao nhiêu ạ? X bằng trừ 2. Sau đó các bạn vẽ. Rồi, 0 trừ mình cho 2 ô là trừ 1 đi. Đó, vậy là này 0 bức 5, này 0 bức 25 đây, trừ 1 phần 4 đây. Tiếp tục, 0 trừ 2, đây, 2 ô là trừ 1, trừ 2. Được chưa? Rồi, 0 trừ, để mình có điểm nè, để mình viết ra, A của mình là 0 trừ 1 phần 4. Đây là điểm B nè, là trừ 2, 0. X trước, y sau, x trước, y sau. Rồi, 0 trừ 1 phần 4. Tiếp tục, 0, xin lỗi, trừ 2, 0. Và các bạn nói hai cái điểm này lại. Các bạn thông cảm nghe, là không có thước, các bạn nói thẳng giúp Lợi nha. Đây là đường thẳng đó. Được chưa? Tiếp theo bước 2 nè. Các bạn chọn một điểm M. Được chưa? Thì phần lớn các bạn chọn điểm M này chính là góc tọa độ. Góc tọa độ đó là 0, 0. Vì sao chọn góc tọa độ à? Nếu nha, cái thằng này nè là số 0 thì các bạn chọn cái điểm là điểm M là 1, 0 hoặc là điểm M là 0, 1. Còn nếu cái chỗ này nè, cái chữ C này nè, đây gọi là chữ C nha, đây là dạng là AX cộng BY cộng C bằng 0. Chữ C này mà khác số 0, đó, khác số 0 thì ta chọn góc tọa độ. Rồi các bạn thế nè, các bạn thay nè, thay 0, 0 vào 1. Rồi, các bạn tương đương, thay 0 vào 1 nha. Đây, các bạn thay ngay chỗ này. Đây, thay ngay chỗ này. Vậy mình 0, 0, trừ 2, trừ 2, lớn hơn 0. Vô lý. Vậy, kết luận gì ạ?
cái miền nè, cái miền nào mà chứa chứa điểm 0,0 không phải là miền nghiệm của, không phải là miền nghiệm của cái bất phương trình bậc 2 này. Còn nếu mà nó đúng, nếu nó đúng nha, mình nói đúng nha, thì cái miền chứa cái điểm 0,0 chính là miền nghiệm của bất phương trình bậc, bất phương trình bậc nhất, bậc nhất hai ẩn. Các bạn nghe kỹ không ạ? Nếu nè, nếu đúng thì cái miền chứa điểm cần xét nè, đây là cái điểm cần xét nè, là miền nghiệm. Còn nếu vô lý thì cái đó không phải là miền nghiệm, được chưa ạ? Rồi, vậy là vô lý đúng không ạ? Vậy cái miền nào mà chứa điểm 0,0 là các bạn bỏ đi. Đây, các bạn bỏ đi, các bạn gạt bỏ đi. Đó. Vậy mình lấy cái phần này nè. Ok chưa ạ?